Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình. Bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt, hoàn toàn không. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông. Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Hai chị em mình ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một cặp vợ chồng hết sức là đặc biệt nha. Và đặc biệt như thế nào, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ. Con chú ạ. Con là Lê Diên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh, con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội, vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. Vâng. Con kinh doanh gì nè? Con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Nhưng mà hình như là hai con là một cặp TikTok. Vợ chồng nổi tiếng trên đâu nè? TikTok. Đó. Đúng không? Dạ vâng ạ. Như đây là TikToker. Đó, mà nhất là cô vợ là một TikToker rất nổi tiếng. Ai mà đã từng tham gia cái mạng xã hội TikTok này sẽ rất là quen thuộc với gương mặt này nha. Rồi bây giờ quay lại nha. Đúng. Anh muốn hỏi ở chút bây giờ kêu chú đi mình, tại vì hai đúng rồi là rất chè, là chè đúng tụi con sinh 1997 hả? Dạ vâng ạ. Đó, 1997 là bằng Trê Phi đó. Vâng. Đúng rồi, Trê Phi đã gọi em bằng con của cô á. Bằng chú thì bây giờ coi như là các con gọi chú bằng đúng chú hợp lại, đúng không? Tại vì biết sao cái chương trình Vợ Chồng Son này nó sẽ kéo dài khoảng mấy chục năm nữa. Thành ra là hồi đó lúc mà mới làm thì mọi người sẽ gọi là anh chị. Nhưng đến thời điểm này sẽ gọi là cô chú. Rồi 10 năm nữa sẽ gọi là ông bà hoặc là hai bác. Ví dụ như 30 năm nữa chắc lên gọi bằng hai cụ. Hai cụ. Chào cụ Nhân, cụ Quốc Thuận. Trời tới ơi. Cố nữa. Cố nữa. Ừ. Trời. Sao dạ, tụi mình... con xin chào cố Thuận với cố Dân. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi. Cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Ai nói cũng được. Dạ vâng. Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi. Và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại. Dạ. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn. Kiểu cũng ngại mà lần đầu gặp ấy. Có nghĩa là kiểu thế này vô tư này thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ. Và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại. Ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới. Và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì luôn ạ. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này, nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là trong cuộc đấy thì mình một mình Tiên như vậy. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn thôi. Tư vấn cho một người anh khác. Anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm
chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả. Ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này, rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này, con bảo là: "Này anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha." Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng: "Này em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được." Nhưng mà con hỏi: "Thế tại sao?" Thì anh ấy chỉ nói là: Như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Mà sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được là... mà không nói lý do. Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Dạ. Hơn một tháng thôi. Nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền hoa quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày thôi. Đó. Đó. Rồi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con mới tức là khi tỏ mà, tình với cổ mới khi mà cổ khi biết. Mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à, dính bẫy rồi đấy. Ôi. Bẫy rồi đó. Thì tức là sau đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên cũng biết là à, mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy ạ, xong rồi. Mà đi bao lâu? Có Thủy Tiên đi Thái Lan mấy hôm đấy ạ? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Như vậy đó. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời ơi, đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy, bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ, ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ, mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ, nhưng người ta con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được, có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó, và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình, chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục, bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần. Đang không lại gõ cửa phòng mẹ xong, mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là, vâng ạ, rồi nhắn tin, con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói, mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Tức là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Ừ. Dạ. Ừ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi. Thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết. Là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ chuyện gì? Trời ơi. Đó là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập tiêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn. Trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh nghĩ lại và anh xin lỗi, bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh, nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à? Con về đi con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành rồi. Bây giờ qua cái phần qua kia đi, tới cái phần hấp nhường dẫn nhất trước đây đi. Nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot tiktoker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau thì cô có lòi cái tật xấu gì không? Có tật xấu, có yếu điểm gì không? Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao, nấu ăn thì sao, ở nhà có bừa bộn hay không đó, rồi những cái sau đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy, bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn, thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà tiktoker giỏi luôn, nói chung là không một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Pa.
thằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con... Mỗi lần vậy con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không chiếc xuống mặt chiếc là cũng như thế à, à cũng tức trùng là chăn. Đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn, một đứa rút súng đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu, nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con, ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ, đó là quay TikTok và hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Trời ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Ồ, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con sai gì mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có. Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đã. Đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.